Xin chào các bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Trong video hôm nay chúng ta tìm hiểu tuần số 11 nhân chia số thập phân với 10, 100, 1000 hoặc là với 0,1, 0,01, 0,001. Luyện tập trung tuần 11 phiếu bài tập môn toán lớp 5 bộ sách kết nối. Rồi, bây giờ các em hãy mở sách của chúng mình ra trang số 21 nào. Mình cùng đến cái bài số 1 này. Viết cái giá trị của biểu thức vào cái ô trống. Ok, như vậy ở đây tôi cho mình nè, một cái bảng như thế này. Các em thấy không? M này, cột thứ nhất này, chúng ta sẽ lấy giá trị của M nhân 10. Vậy thì ở đây tôi cho này 5,8, tức là mình sẽ lấy cái này là 5,8 thì các em nhân cho mấy? Nhân cho 10, đúng không? Đó, được chưa? Tức là ở đây M tôi cho là 5,8 thì các em sẽ lấy là 5,8 này, chúng mình nhân cho mấy? Nhân cho 10, hiểu không? Đấy, vậy thì nhân với 10 thì chúng ta sẽ dịch chuyển dấu phải sang bên tay gì? Sang bên tay gì? À, tay phải, đúng không? Một chữ số. Như vậy thì nó sẽ bằng 58. Được chưa? Tương tự nào. 32,6 nhân cho 10. Đấy, thì chúng ta sẽ dịch chuyển dấu phải sang bên tay trái hả? À, tay phải nhé. Sẽ được là 326. Rồi, ở đây chúng mình sẽ được là 406,7, dịch chuyển một dấu phải, đúng không nào? Rồi 1538,2. Ok chưa? Rồi, như vậy thì tiếp tục này, chia cho 0,1. Nhớ rằng chia cho 0,1 giống như là nhân với 10, mình cũng dịch chuyển dấu phải sang bên phía tay gì? Tay phải nhá. Rồi, như vậy đây cũng được là bao nhiêu? 58. Ok không? Giống hệt như nhân với 10 thôi. Chia cho 0,1 là giống như nhân với 10 các em. Rồi, anh này cũng sẽ là 326. Được chưa? Đây cũng sẽ là 406,7. Tương tự 1538,2. Ok chưa? Rồi, sang đây. Nhân với 0,01. 0,01 tức là gì? Tức là gì các em nhỉ? À, nhớ rằng ở đây là gì? Nhân với 0,01. Được không? Vậy thì 0,01 là chúng mình dịch chuyển sang bên tay trái nhá. Đây, thầy sẽ vẽ cái mũi tên đây. Cái này này sẽ dịch dấu phải sang bên tay trái. Hai chữ số 0. Anh này thì dịch dấu phải sang bên tay phải này. Đấy, anh này cũng sẽ sang bên tay phải này. Được chưa? Ok không? Tương tự như vậy thì chia cho 100 mình cũng dịch chuyển sang bên tay tay trái. Hai chữ số. Đấy, thầy viết cái mũi tên như này để chúng mình dễ. Như vậy thì 5,8 mà nhân với 0,01 thì chúng mình sẽ được là 0, phải mấy nhỉ? Hai chữ số này. Thì trước số gì? Số 5 chúng ta phải thêm một số 0 nữa. Ok chưa? Rồi, tương tự ở đây. 32,6 chúng mình nhân cho 0,01 thì dịch chuyển hai dấu phải mình sẽ được là 0,326. Ok. Tương tự hai dấu này. Vậy thì đây sẽ được là 4,067. Được chưa? Rồi, ở đây sẽ là mấy? 15,382. Được chưa? Đấy, như vậy chúng ta đã
hoàn thành được nhân với 0,01 nhé. Vậy thì chia cho 100 thì cũng giống như vậy thôi, đúng không? Chia cho 100 thì cũng giống như chúng ta nhân cho 0,01. Vậy đây cũng 0,058. Ok, 0,326, 4,067 và đây là 15,382. Ok, rồi xong bài 1 này nhá. Sang bài số 2, người ta yêu cầu là tính nhẩm. Như vậy ở đây chúng mình nhìn thấy này, nhân với 100 này, được chưa? Nhân với 100 thì dịch chuyển dấu phẩy sang bên tay gì? Tay phải, đúng không? Hai chữ số. Rồi dấu phẩy đang trước số 2, bây giờ mình sẽ cho nó hai chữ số. Như vậy nó sẽ là 4,925,0. Thì chúng ta sẽ không cần viết cái phần đó nữa, đúng không nào? Ok. Rồi 49,25. Ở đây mình lại chia cho 0,01 thì cũng giống như là chúng ta chia cho bao nhiêu? Chia cho 100 hả? Đúng không? À như vậy thì hai cái anh này là gì? Giống nhau, giống như chúng mình nhân với 100. Như vậy nó cũng sẽ là 4,925. Ok, rồi sang đây. Nhân với 1.000 thì dịch chuyển dấu phẩy đi mấy? 3 chữ số, 1,083. Đấy, tương tự. Chia cho 0,01 thì nó sẽ bằng là nhân cho 1,000, 1,083 nhé. Rồi, ở đây nhân với 10, dịch chuyển dấu phẩy 1 chữ số, được chưa? Rồi, vậy thì ở đây chúng ta cũng sẽ được là 0,7,1. Đấy, hoặc em viết đây 7,1 cũng được. Ok. Rồi, sang đây nào. Câu B này. Nhân với 0,1. Đúng chưa? Nhân với 0,1 thì giống như chúng ta chia cho 10. Dịch chuyển dấu phẩy sang bên tay trái. Như vậy đây sẽ được là 9,16. Anh này cũng sẽ là 9,16. Ok. Nhân với 0,01, dịch chuyển dấu phẩy hai chữ số sang tay trái, giống như chúng ta chia cho 100, đúng không? 6,478. Ok. Tương tự anh này cũng sẽ là 6,478. Rồi. Đây thì sẽ giống như chúng ta chia cho mấy? Chia cho 1.000. 0,001. 2,024. Ok chưa? 2,024 nhé. Rồi. Sang bài 3 nào. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm này. 325mm thì bằng bao nhiêu cm? Đấy thì các em phải nhớ được cái này này. 1cm thì bằng bao nhiêu mm? À bằng 1 phần bao nhiêu? 1/100. Đúng không? Phải không? À 1/10 thôi. 1/10 cm nhé. Vậy bây giờ mình có bao nhiêu? 325. Thì ta sẽ lấy là 325 này, mình chia nó cho mấy? Chia cho 10. Được chưa? Vậy 325 mà chia cho 10 thì sẽ là 32,5 cm. Ok chưa? Rồi, ở đây này, cm này. Đấy, 1 cm ạ thì bằng 1 phần mấy?
1/100 của mét. Mét đến đề si đến sang centi. Được chưa? Vậy bây giờ mình có là gì? 120.5. 120.5 thì các em sẽ lấy cái này chúng ta chia cho bao nhiêu? Chia cho 100. Chia cho 100 thì dịch chuyển dấu phải đi đâu? Dịch chuyển dấu phải đi đâu nhỉ? À, sang bên phía tay trái của chúng mình. Như vậy thì sẽ là 1,205. Được chưa? Rồi, tương tự nè. Kg ra tạ. Tấn đến tạ đến yến đến kg. Như vậy mình có này, 1 kg thì bằng 1/100 của gì? Của gì? À, của tạ. Đúng không? Đấy, 1 kg thì sẽ bằng 1/100 của tạ. Vậy bây giờ các em có bao nhiêu? 67,5. 67,5 thì chúng ta sẽ lấy cái này chia cho bao nhiêu? Chia cho 100. 67,5 mà chia cho 100 thì sẽ bằng 0,675 tạ. Ok. Rồi, tương tự ở đây tạ ra tấn thì mình lại có này, 1 tạ thì bằng 1/ bao nhiêu? 1/10 tấn. Đúng không? Đấy, những cái đơn vị này là các em phải thuộc lầu lầu cho thầy nhá. Rồi, ai mà chưa thuộc thì có thể vào kênh TikTok của thầy có cái bảng đơn vị đó. Như vậy thì chúng mình có 15,12. 15 này, phải 12. Thì chúng ta sẽ lấy 15,12 mình chia cho mấy? Chia cho 10. Chia cho 10 thì dịch chuyển dấu phải về đâu? Hả? Về đâu? À, về bên phía tay, tay trái. Vậy thì sẽ là 1,512 tấn nhá. Ok. Rồi, tương tự như vậy thì thầy sẽ không nói nhiều nữa nhá. 1 ml thì bằng 1/1000 của lít. Ở đây anh ta có 565 chia cho 1000 thì bằng 0,565. Ok. Tương tự, 1 hecta thì bằng 1/100 km². Vậy bây giờ mình có 120.5 chia cho 100 thì mình sẽ được 1,205 km². Đấy, những cái công thức này thì bây giờ chúng mình phải nhớ, không được quên. Được chưa? Đấy, nó là kiến thức của lớp lớp nhỏ nhá. Ở đây mình chỉ nâng cấp lên là chúng ta làm với số thập phân thôi. Lên lớp 5 là mình làm nó với số thập phân, đúng nào? Rồi, bài 4 nào. Bác Nam mua 1,75 tấn cám vừa đủ dùng cho đàn lợn 100 con trong một tuần. Hỏi trung bình mỗi con lợn của đàn đó ăn bao nhiêu kg cám trong một ngày. Đấy, vậy thì chúng ta thấy này, ở đây á có này, một tuần thì chúng mình phải nhớ là một tuần thì bằng mấy ngày? 7 ngày, đúng không? Được chưa? Vậy 7 ngày 100 con này này, nó ăn hết là bao nhiêu? 1,75 tấn cám. Đúng không? Đúng chưa? Trung bình mỗi một con á, ăn bao nhiêu kg trong một ngày? Đấy, người ta hỏi cái gì thì mình phải chú ý. Bằng này tấn thì dùng đủ cho 100 con ăn trong 7 ngày. Vậy bây giờ ta hỏi, vậy thì 100 con này này, nó ăn trong một ngày thì là bao nhiêu? Hiểu không? Đúng không? Cái bài này thì mình có thể giải bằng khá là nhiều cái cách. Chúng ta có thể giải về rút, về đơn vị cũng được. Hoặc là gì? Hoặc là mình sẽ
thực hiện cái cách ngắn gọn hơn theo thầy đây. Như vậy mình nhớ này, cứ một một tuần là có 7 ngày đúng không? 7 ngày á thì 100 con ăn hết là 1,75 tấn. Được chưa? Đấy. Mà cái đơn vị ta hỏi đây này, kg cám, nên mình sẽ đổi thêm một cái nữa ở đây. À, để cho nó dễ thì chúng ta sẽ đổi tuần tự trước đi nhỉ. Rồi, mình sẽ đổi là 1,75 tấn đó, thì sẽ bằng là bao nhiêu kg nhỉ? 1 tấn là 1.000. Vậy thì 1,75 các em nhân cho 1.000 thì sẽ ra là 1.750. Đúng rồi, 1.750 kg nhé. Rồi, và cái đơn vị thứ hai mình cần đổi đó là một tuần thì chúng ta có mấy ngày? 7 ngày này kìa. Ok, được chưa? Rồi, như vậy thì cái lời giải đầu tiên á, mình sẽ tìm xem. Tìm xem này, trong một tuần nha, tức là 7 ngày á, thì một con này này, nó ăn hết là bao nhiêu? Được chưa nhỉ? Đấy, bây giờ mình đang tìm, phải đi tìm rút về đơn vị là một con trong một tuần ăn hết đã. Như vậy thì chúng ta sẽ có này, trong một tuần, đấy, trong một tuần này, mỗi cái con lợn sẽ ăn hết số cám là, đấy, số cám là, được chưa nhỉ? Rồi, như vậy thì mình đây là rút về đơn vị tuần trước nha. Rút về đơn vị tuần trước cho thầy. Như vậy thì 100 con nó ăn hết là 1,750. Đúng không? Kg, bây giờ chúng ta tìm một con thì chúng ta sẽ chia nó cho 100. Được không nhỉ? Rồi, chia cho 100 thì dịch chuyển dấu phải sang bên nào? Bên nào? À, bên tay trái sẽ là 17,50 kg. Được chưa? Một tuần thì một con ăn bằng này. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tìm được gì? Tìm được cái gì đây? Trung bình thôi, đúng không? Như vậy thì à, mình sẽ thêm một cái chữ ở đây nhỉ. Trung bình trong một tuần. Trung bình. Đấy, trong một tuần thì mỗi một con nó sẽ ăn hết số cám là. Đấy. Rồi, đến đây lời giải thứ hai là gì? Chúng ta sẽ tính được là trung bình trong một gì? Trong một ngày, được chưa? Đấy. Trung bình trong một ngày thì mỗi một con sẽ ăn hết cái số cám là. Đấy, như vậy đây là cái cách giải mà dễ nhất nha các em. Vậy thì các em thấy này, một con trong một tuần ăn hết là 17,0. Có 17 phải gì? Phải 50 chứ. Sau đây thầy này có 17,0. 17,50. Đúng chưa? Rồi, chúng ta sẽ lấy cái này chia cho mấy ngày? Chia cho 7 ngày. Được không? Ok chỗ này chưa? Đừng em nào hỏi vì sao lại chia cho 7 nhé. Bởi vì một tuần này nó có bao nhiêu? 7 ngày. Vậy thì một con một tuần ăn hết là 17,50. Bây giờ chúng ta muốn tìm một ngày nó ăn bao nhiêu thì chúng ta sẽ lấy nó chia cho 7. Đúng chưa? Rồi, như vậy thì nó sẽ ăn hết là 2,5 kg. Ok. Đấy. Đáp số 2,5 kg cám. Ok nha. Rồi, các em nghe những cái thầy khác giảng, người ta cứ vẽ lòng vào lòng vòng đó, đúng không? Đấy, nghe thầy giảng một phát một là hiểu ngay. Thầy kia thầy nói quá nhiều luôn, đúng không? Rồi, sang bài 5 nào.
khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng. Kết quả của phép tính. Đấy, như vậy phép tính này mình có thể tính nhầm được luôn này. Chia cho 0,01, đúng không? Quá dễ đúng không? 0,0312. Đấy, mà các em chia cho 0,01. 0,01 thì mình sẽ, tức là nó sẽ là nhân cho bao nhiêu? Nhân cho 100 đó. Thì dịch chuyển dấu phải đi đâu? À, dịch chuyển lại sang bên tay, tay phải. Đúng không nào? Mấy chữ số? 2 chữ số. Đúng không? Như vậy sẽ là gì? 0,3,1,2. Đúng không? Đấy. Đáp số của mình ở đây sẽ là gì? 2 chữ số sang bên tay, tay phải này. Như vậy thì mình có thể thấy. Đấy, mà ở đây thì mình có thể viết gọn nó lại, đúng không? Vì sao? Vì đằng trước cái số 3 này này, nó là số 0. Đấy, thì các em có thể viết gọn cái thằng này lại nó bằng bao nhiêu? 3,12. Đấy, được chưa? Như vậy mình sẽ tìm cái đáp số này. Đây là 0,312, không được. Câu B, 3,12 này các em. Câu B là câu đúng này. Ok nhá. Rồi. Tương tự như vậy thì phép tính tiếp theo. Nhân với 0,001. 987,5. Các em nhân cho 0,001. Vậy thì nhân cho 0,001 tức là gì? Chúng ta chia nó cho bao nhiêu? Chia nó cho 1.000. Chia 1.000 thì lại dịch chuyển dấu phải sang bên tay trái. Vậy thì nó sẽ là 0,9875. Ok, em tìm cái đáp số này cho thầy. 0,9875. Đây, đáp án là C nhá. Ok chưa? Rồi, tương tự nào. 162,45. Bây giờ mình lại chia nó cho gì? 0,1. Chia cho 0,1 tức là nó sẽ bằng nhân với gì? Nhân với 10. Nhân với 10 thì dịch chuyển dấu phải sang bên tay phải một chữ số. 1624,5. Đấy. À, ở đây không có kết quả đó mà nó sẽ bằng nhân với 10 này các. Chính là anh này này các. Ok nhá. Được chưa nào? Rồi. Sang bài 2. Tính ra, xin lỗi, bài 6 chứ. Tính giá trị của các cái biểu thức này. Đấy, như vậy đây ta thấy này, có phép tính ở đâu? Trong ngoặc. Thì mình lúc nào cũng phải thực hiện trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau, đúng không? 27,56 các em cộng cho 12,990, đúng không? Thì đây ta sẽ được bao nhiêu? 40,46. Chúng ta chia nó cho 0,01. Đấy. Chia cho 0,1 thì là nhân với 10. Dịch chuyển dấu phải sang bên tay phải. 404,6. Xong. Rồi, tương tự ở đây. 78,5 chúng mình phải giữ nguyên, thực hiện trong ngoặc trước. Đúng không nào? 23,601 các em trừ cho 23,6. Tức là 23,60 đó. Đúng không nào? Vậy thì cái thằng này nó sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? 0,001. Đấy. Vậy thì chia cho 0,01, đúng không? 78,5 á, mà các em chia cho 0,001 á, thì nó sẽ bằng, đây là nhân với 100, đúng không? Nhân với 100 thì mình dịch chuyển dấu phải sang bên tay phải thôi. Hai chữ số, một chữ số này, hai chữ số.
À đây nhân với 1.000 luôn, đúng không? Đây là 001 mà, ba chữ số thập phân nhé. Ok. Rồi. Ở đây có phép nhân này, có phép cộng này, có phép chia này. Như vậy mình cứ thực hiện phép tính nhân chia trước, cộng trừ sau. 2,156 nhân cho 100 thì sẽ là 215,6. Được chưa? Cộng cho anh này chia cho 0,1, tức là cũng bằng gì? Cũng bằng nhân với 1, 100. Đúng không? 1,6,7,8. Chuẩn chưa? Đúng chưa nhỉ? Rồi, như vậy 1,6,7,8 kem cộng với anh này, cộng cho 215,6 thì chúng mình sẽ được bao nhiêu? Wow, nhiều thế nhỉ? Cộng vào đây là 1.600. Vậy thì 1.800 mấy à? 6 này, phần này không có, cộng bằng 6 luôn. 8 cộng 5 là 13, viết 3 nhớ 1. 1 thêm 1 là 2, 2 cộng 6 thì bằng 8. Thêm 1 bằng 9. Đúng không? 2 cộng 7 thì bằng 9. Như vậy thì anh này, ủa, cái này phần thập phân thì phần thập phân chưa nhỉ? Anh này là mấy đây? 6. 6 cộng 2 là 8. 1 hạ 1. Như vậy là 1,893,6 nhé. Được chưa? 1,893,6 nha các em. Ok. Rồi sang đây nào. Nhân với 0,1 này. 41,5 mà các em nhân cho 0,1. Đấy, thì sẽ dịch chuyển dấu phẩy lại sang bên tay gì? Nó bằng chia với 10 đó. Sang bên tay gì? Tay trái, đúng không nào? Là 4,1015. Trừ cho anh này chia ra bao nhiêu? 2,5 kem chia cho 5, tức là gì? 25 chia cho 5 thì được 5, vậy thì nó sẽ là 0,5. Rồi mình thực hiện phép tính trừ này thôi. 4,15 mà chúng mình trừ cho 0,5, như vậy sẽ là 3, bao nhiêu? 3,65. Được chưa? Quá giản đơn nhá. Rồi sang bài 7 nào. Viết số hoặc là số thập phân thích hợp vào chỗ trống. 12,6 chia cho 10, quá dễ rồi đúng không? Chia cho 10 thì dịch chuyển dấu phẩy sang bên tay trái, 1,26. Rồi anh này, 0,92 nhân cho 100. Nhân với 100 thì dịch chuyển dấu phẩy đi đâu? À, sang bên tay phải. Như vậy đây sẽ là 92. 92 mà chia cho 10, dịch chuyển dấu phẩy sang tay, tay gì? Tay phải tiếp, 9,2. Ok. Rồi tương tự nào, 9,5 kem chia cho mấy? 0,1. Chia cho 0,1 thì bằng nhân với 10, đây sẽ là 95. 95 nhân với 100, quá dễ, thêm 2 số 0 vào, 9.500. Đúng không? Đấy, 9.500 nhân cho 0,01. Nhân cho 0,01 tức là gì? Nó sẽ bằng chia với 100. Như vậy đây lại còn 9,95. 95 nhân với 1.000, à sẽ là 95.000. Xong chưa? Ok nhá. Rồi sang bài 8 nào. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm. Biết tổng của hai số thập phân là 138,93.
Nếu rời dấu phẩy của số thứ nhất sang bên phải một chữ số thì được số thứ hai. Đấy, này các em thấy này. Tổng của hai cái số này, đó là số A cộng cho số B thì bằng bao nhiêu? 138,9013. Bây giờ nếu các em rời dấu phẩy của cái số A đây này sang một chữ số thì chúng ta sẽ được cái số thứ hai. Vậy thì hai cái số này là số nào? Thì để giải cái này thì chắc thầy phải đưa nó sang bên phần giấy nháp. Đấy, thì chúng ta mới có thể điền vào đây được nhá. Bởi vì cái bài này là gì? Khá là hay đấy các em ạ. Không phải đơn giản đâu nhá. Vậy cái bài này á thì chúng ta phải giải theo cái kiểu là gì? Tìm hai số khi biết tổng. Tổng và gì? Tổng và gì đây? Tổng và tỷ số, đúng không? Này, các em chú ý này. Nếu mà rời dấu phẩy của số thứ nhất, rời cái dấu phẩy số thứ nhất sang bên tay phải, mấy chữ số? Một chữ số, đúng không? Đây. Rời dấu phẩy số thứ nhất sang phải. Bài này cực hay nha các em. Nên là chúng ta phải chú ý khi tuyển sinh vào lớp 6, những cái trường mà chuyên toán, tức là các em muốn vào lớp chọn, thì thường thường nó sẽ là cái dạng này này các em. Một chữ số này. Một chữ số. Thì ta sẽ có là cái số gì? Số thứ hai sẽ hơn hơn cái số thứ mấy? Hơn cái số thứ nhất là bao nhiêu? Hơn số thứ nhất mấy phần? 10 phần, đúng không? Đúng chưa? Đấy, như vậy thì mình sẽ có sơ đồ này. Số thứ nhất này. Đấy, số thứ nhất này có mấy phần thôi? Một phần thôi. Được chưa? Rồi, và cái số thứ hai thì sẽ có 10 cái phần như thế. Đấy, như vậy thầy sẽ kẻ ở đây thôi nhá. Đấy, chúng mình hình dung thôi. Đấy, đây là số thứ hai. Được chưa? Vậy thì số thứ nhất là một phần này. Thì cái số thứ hai này này nó sẽ có 10 cái phần như thế này. Công nhận chưa? Ok không nhỉ? Đấy. Như vậy cái anh này sẽ là chiếm 10 phần này. Anh này chỉ có mấy? Một phần thôi. Ổn chưa? Hiểu chỗ này chưa? Chỗ này là một phần này. Thì anh này sẽ là mấy? 10 phần như thế. Mà tổng của hai số này theo bài toán cho là bao nhiêu? 138,93. Đấy, 138,93. Các em đã thấy đây là toán gì? Tìm hai số khi biết tổng và tỷ số nè. Được chưa? Vậy thì bước thứ nhất mình cứ tìm tổng cái số phần bằng nhau. Được chưa nhỉ? Tổng số phần bằng nhau sẽ là, đấy, các em sẽ lấy là gì? Số thứ nhất 1 phần, số thứ hai 10 phần, vậy thì sẽ là 11 phần. Được chưa? Các em giải được bài này là giáo viên là gì? Thán phục ngay. Rồi, như vậy chúng ta sẽ tìm số bé hay số lớn cũng được. Được chưa? Như vậy thì số lớn đây. Số lớn trước nhá. Số thứ hai sẽ là số lớn thì sẽ bằng tổng số phần 138,93 chia cho tổng số phần là chia cho 11 nhân với số phần của số lớn. Được chưa? Chỗ này được chưa nào? Đó. Như vậy thì 138 phải bao nhiêu?
93 các em chia cho 11 đó, thì mình sẽ được là bao nhiêu? 12,63. 12,63 chúng mình nhân cho 10 thì chúng ta sẽ được là 126,3. Vậy thì đây là số thứ hai. Được chưa? Rồi tương tự như vậy thì số thứ nhất sẽ là, đấy các em có thể rời dấu phẩy sang bên gì? Bên phải. Vậy thì số thứ này chúng ta chỉ cần là gì? Chia cho 10 cũng được thôi. Hoặc là làm theo công thức đi. 138,93. Đấy, các em cũng lại chia cho 11. Được không? Nhân với mấy phần? 1 phần. Ok không nhỉ? Ok không? 138,93 mà chia cho 11 vừa nãy mình chia rồi, đúng không? Thì nó sẽ là bao nhiêu? 12,63. Đó. Được chưa? Vậy thì số thứ nhất là bao nhiêu? 12,63. Số thứ hai là 126,3. Ổn chưa? Được chưa nhỉ? Đấy, thầy sẽ sang đây điền nhá. 12,63, 126,3. Thế thôi. Dễ ơi là dễ ơi mà. Số thứ nhất 12,63. Đúng chưa? Rồi anh này sẽ là gì? 126,3. Đúng không? Hơn 10 lần đúng không? Tức là lấy số thứ nhất này các em nhân cho 10 thì sẽ ra số thứ hai, hiểu đơn giản như vậy. Rồi câu B ta hỏi thương của hai số này là bao nhiêu? Tức là gì? Tức là chúng ta phải lấy số lớn. Đúng không? Trừ đi số gì? Trừ đi số bé. Đấy, chứ mình không được lấy số gì? Số bé trừ số lớn, bởi vì sao? Bởi vì chúng mình chưa học lên lớp 6 nên chúng ta chưa học về phần số nguyên nên chưa biết làm nhá. Rồi vậy thì 126,3 các em trừ cho 12,63 thì mình sẽ được bao nhiêu? 113,67. Đấy, vậy thì thương ta điền đây 113,67. Ok chưa? Đấy, không có ai mà làm chi tiết tỉ mỉ được như thế này đâu nhá. Các thầy khác người ta dạy người ta cứ múa lung tung beng thì tụi bay đâu hiểu. Vậy thì tại sao không học kênh này mà cứ chạy loang quăng đi đâu thế? Được chưa nào? Rồi và hẹn gặp lại các em ở trong tuần số 12. Đừng quên chia sẻ kênh và video đến cho thật là nhiều bạn nhá.